Xin chào ở nhà nhé. Em sẽ giới thiệu cho mọi người cái bí quyết mà giúp mọi người giảm mỡ bụng từ 3 đến 5 cm sau 2 tuần nhé. Thì đây là một cái loại kem tan mỡ này, giúp mọi người dùng cho trong khoảng 1 đến 2 tháng thoải mái luôn và không bị nóng rát này. Và cái kết hợp với thịt eo nhé. Thì đây là cái vòng eo sâu sinh của em 2 bé, thì hiện tại là vòng eo của em 60. Chị nhìn rất là thoải mái luôn. Và kết hợp buổi sáng một lần thoa kem và buổi tối một lần thoa kem, thì sau 2 tuần là em đạt mọi người là tháng từ 3 đến 5 cm. Sau 2 tuần các chị sử dụng và các chị dùng rất là ok và không bị khó chịu hay bị mệt mỏi, bệnh khó chịu hay là khó thở gì cả. Chị thấy chưa, em nhìn rất là ok luôn, mũi gặp thoải mái và không hề bị khó chịu nhá. Và đặc biệt là nó định hình cái vòng eo tốt luôn, không những định hình vòng eo con kiến mà giúp các chị có thể